quý vị và các bạn, trong những năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc đã huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để chăm lo cho những trẻ em kém may mắn trong cuộc sống, trở thành nhịp cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với mục đích phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc vận động, đóng góp tự nguyện của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước về tiền và cơ sở vật chất cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đến với Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, chúng tôi được nghe nhiều về những mảnh đời bất hạnh, những đứa trẻ sinh ra mang trong mình bệnh tật bẩm sinh, cần lắm sự chung tay giúp đỡ của xã hội. Một trong số đó phải kể đến trường hợp của hai chị em Nguyễn Thị Minh Giang và Nguyễn Chí Cường ở thôn Tích Cực, xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cả hai em đều kém may mắn khi mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh. Hai em thường xuyên ốm đau, kinh tế gia đình dựa chủ yếu vào người bố, nhưng chẳng đủ chi tiêu trong gia đình, nói chi đến tiền thuốc men chạy chữa. May mắn thay, hai em đã được Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh giới thiệu phẫu thuật tim miễn phí tại Bệnh viện Tim Hà Nội, với tổng chi phí lên tới trên 100 triệu đồng. Hiện tại, hai chị em đã có một trái tim khỏe mạnh. Rất may là gia đình biết đến cái quỹ bảo trợ chị em tỉnh Vĩnh Phúc này thì đã ra nhờ sự hỗ trợ của quỹ tạo điều kiện cho gia đình giúp đỡ cho cháu mổ. Cháu mổ vào tháng 3 năm 2013 đã được thành công và bây giờ cháu được khỏi hoàn toàn, coi như đứa trẻ bình thường. Không may thì đến năm 2015 gia đình em sinh tiếp cháu thứ hai thì cũng không may là cháu nó cũng mắc bệnh tim bẩm sinh này. Đến tháng 10 năm 2015 thì cũng nhờ quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, quỹ đã ra xin sự giúp đỡ của quỹ thì quỹ đã hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình tạo điều kiện để mổ cho cháu thứ hai thành công. Tháng 10 năm 2015 cháu mổ thành công, bây giờ sức khỏe của hai cháu nó phục hồi bình thường. Em Nguyễn Anh Khoa sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Hiện tại, Khoa mang trong mình căn bệnh ngoài da, dạng vẩy nến bẩm sinh. Tuy còn nhỏ nhưng Khoa đã phải thường xuyên tới bệnh viện để điều trị bệnh. Khó khăn nối tiếp khó khăn, nhờ sự vận động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình Khoa đã được công ty trách nhiệm hữu hạn Patronvina đóng trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc chữa bệnh với số tiền 5 triệu đồng một tháng. Đồng thời năm 2015, công ty trách nhiệm hữu hạn Zawavina cũng hỗ trợ cho gia đình em 100 triệu đồng để xây dựng nhà mái ấm tình thương. Đến nay, gia đình em Nguyễn Anh Khoa đã có được ngôi nhà mới khang trang để ở. Bằng tấm lòng hảo tâm của cộng đồng, đặc biệt là vai trò cầu nối của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã giúp cho hàng nghìn bạn nhỏ đã và đang nhận được những tấm lòng vàng của các tổ chức cá nhân. Từng bước giúp các em lấy lại được niềm tin, hy vọng, vượt qua hoàn cảnh sống, hòa nhập cộng đồng. Thì lúc mới sinh cháu ra thì hoàn cảnh gia đình nhà thì cũng cực kỳ là khó khăn đấy. Thế sau này từ khi mà được quý các cơ quan với cả Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh quan tâm đến thì là gia đình được nhận nhiều cái sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm tài trợ đến thì là giúp đỡ gia đình có điều kiện để mà xây dựng ngôi nhà khang trang lên hơn trước để mới có ngôi nhà mới để ở. Thế sau này thì được quý các công ty thì cũng hỗ trợ cho cháu là hàng tháng để mà có tiền để mà mua thuốc để mà chữa trị bệnh để duy trì cho cháu được mạnh khỏe. Thông qua các nguồn lực vận động cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, đến nay tỉnh ta có gần 1.000 lượt trẻ em đã và đang được hưởng trợ cấp, hỗ trợ nuôi dưỡng, đỡ đầu thường xuyên tại cộng đồng. Hàng trăm trẻ em được hỗ trợ kinh phí để phẫu thuật tim bẩm sinh. Gần 200 lượt trẻ em khuyết tật vận động, khuyết tật về mắt, xương môi, hở hàm ếch được phẫu thuật miễn phí. Hàng trăm trẻ em bị các bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn thương tích được hỗ trợ đột xuất. Hàng vạn lượt trẻ em được tặng quà, nhận xe lăn, xe bãi não, dụng cụ chỉnh hình, học bổng, đồ dùng học tập, xe đạp và đã có nhiều công trình vì trẻ em như nhà tình thương, nhà lớp học, công trình nước sạch được xây dựng. Có thể nói là các cái kết quả hoạt động về công tác tuyên truyền, vận động, cái sự đóng góp tự nguyện của các cơ quan, các cái tổ chức, các cái cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ cho các cái hoạt động về cái sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì đã và đang khẳng định cái vai trò của Quỹ Bảo trợ trẻ em là cái cầu nối quan trọng giữa một bên là những tấm lòng vàng
và một bên là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hiện nay thì trên địa bàn tỉnh chúng ta có khoảng trên 20 doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã nhiều năm thường xuyên đồng hành với các hoạt động chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thông qua quỹ bảo trợ trẻ em. Như công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Korea, công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn Jawa Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn Patron Vina, công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Cosmos, rồi thì công ty cổ phần tập đoàn Bright, và ngoài ra thì còn có bệnh viện Tim Hà Nội và trung tâm phẫu thuật chỉnh hình Sơn Tây. Từ năm 2010 đến nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã huy động được nguồn lực từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, cùng với nguồn trích ngân sách của tỉnh được trên 38 tỷ đồng, nhằm hỗ trợ cho hơn 20.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được hưởng từ quỹ nhân đạo này, như chỉ định phẫu thuật tim miễn phí cho 235 em, phẫu thuật xiết môi hở hàm ếch cho 77 em, 120 em khuyết tật vận động, 125 em dị tật về mắt, 89 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ, chăm sóc, đỡ đầu hàng tháng. Ngoài ra còn thực hiện các chương trình trao học bổng, đồ dùng học tập, cấp sữa học đường, trao tặng xe đạp đến trường, xe lăn, dụng cụ chỉnh hình, dụng cụ trợ giúp trẻ em khuyết tật vận động, hỗ trợ kinh phí xây 23 nhà tình thương, hỗ trợ xây công trình nước sạch, nhà vệ sinh, tặng quà nhân tháng hành động vì trẻ em, nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đột xuất cho trẻ em bị tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, trẻ em bị mắc bệnh hiểm nghèo. Thực hiện cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Bộ ngành Trung ương, công tác bảo vệ trẻ em ở tỉnh ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đời sống vật chất tinh thần của trẻ em đã được nâng lên. Quyền tham gia của trẻ em theo luật quốc tế, luật công ước quốc tế và luật bảo vệ chăm sóc trẻ em đã được quan tâm hơn. Đặc biệt là cái ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm và nâng cao cái công tác bảo vệ trẻ em ở địa phương mình. Và phải kể đến cái vai trò trách nhiệm của Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh. Trong 5 năm qua, Quỹ Bảo trợ trẻ em đã chủ động, năng động xây dựng những kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, vận động các nhà tài trợ trong và ngoài nước để giúp đỡ Quỹ Bảo trợ trẻ em. Thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em đã có những cái chương trình tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và giúp đỡ được những trẻ em thiệt thòi trên tỉnh Vĩnh Phúc có một cuộc sống ổn định, an toàn và phát triển hơn. Để có được những kết quả trên, không thể không kể đến sự nỗ lực của Ban Giám đốc và các cán bộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đặc biệt là trong công tác nâng cao hiệu quả công tác vận động. Quỹ đã thay đổi cách thức vận động. Thay vì gửi thư mời tới tất cả các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp như trước, vài năm trở lại đây, các cán bộ trong Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh đã trực tiếp tới tận đơn vị, doanh nghiệp giới thiệu về những hoàn cảnh cần được giúp đỡ, có hình ảnh và địa chỉ cụ thể để họ lựa chọn đối tượng tài trợ. Sau đó các đơn vị có thể trực tiếp tới tận nơi để trao quà hoặc thông qua quỹ ủng hộ cho gia đình các bé. Theo đó, ngoài các đơn vị thường xuyên tài trợ cho quỹ, mỗi năm quỹ chủ động tiếp cận thêm từ 10 đến 15 doanh nghiệp, nhà tài trợ mới. Được biết từ đầu năm đến nay đã có 20 đơn vị doanh nghiệp cam kết tài trợ cho các chương trình vì trẻ em với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Công ty chúng tôi là công ty Jasmine Thông Kinh, chúng tôi cũng có một số cái hoạt động. Và sau khi thời gian mà đi khảo sát thực tế và cũng như là tham quan tỉnh Vĩnh Phúc thì chúng tôi thấy là tỉnh Vĩnh Phúc có rất là nhiều các cháu cũng như là các gia đình có những cái điều kiện khó khăn. Và chúng tôi cũng rất mong muốn là giúp đỡ một phần nhỏ đối với cả các để giúp đỡ cho các cháu và các gia đình khó khăn. Và đặc biệt là những cái lĩnh vực chúng tôi giúp đỡ là cho lĩnh vực giáo dục và giúp đỡ cho các cháu trong việc học hành và các cháu bị bệnh tim. Xin được ghi nhận và trân trọng cảm ơn cái sự đóng góp của các doanh nghiệp, các cái đơn vị, cá nhân đã chia sẻ, chung tay, góp sức, đồng hành cùng chúng tôi thực hiện các cái chính sách trợ giúp nhân đạo từ thiện, đem lại niềm vui và niềm hạnh phúc cho nhiều trẻ em và gia đình trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt cái chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong cái thời gian qua. Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016 và những năm tiếp theo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động những tấm lòng hảo tâm, giúp cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hòa nhập cộng đồng, làm giảm thiểu số trẻ em bị các bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị đuối nước, tai nạn thương tích, góp phần đảm bảo các quyền cơ bản của trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh và chắp cánh những ước mơ trở thành hiện thực.